Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào các em. Như vậy là ở cấp 1 trước chúng ta đã được học 3 trường hợp đồng dạng của tam giác rồi, đó là trường hợp cạnh, 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 góc, cạnh, và trường hợp thứ 3 là trường hợp góc góc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sang bài tiếp theo, đó là các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Bởi vì tam giác vuông là một loại tam giác tương đối đặc biệt, vì vậy là chúng ta sẽ nghiên cứu thêm trong bài ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào phần áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông. Tức là mình đã học 3 cái trường hợp đấy, cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh và góc góc. Thì áp dụng vào tam giác vuông chúng ta sẽ có được điều gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có hai tam giác vuông đồng dạng. Nếu như mà chúng ta áp dụng cái trường hợp dễ nhất ở đây là trường hợp góc góc, thì chúng ta sẽ cần là hai cặp góc của hai tam giác phải bằng nhau, đúng không nào? Nhưng mà ở đây cái tam giác của chúng ta trong cái bài này nó đã vuông rồi, tức là mình đã có một cặp góc bằng nhau và bằng 90 độ rồi. Như vậy mình chỉ cần có thêm một góc nữa. Thì chúng ta sẽ nhớ cho cô, hai tam giác vuông sẽ đồng dạng nếu như tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia. Đấy, đây chính là cái việc mà mình áp dụng cái trường hợp góc góc vào đấy. Trường hợp thứ hai mà mình có thể áp dụng ở đây đó là trường hợp cạnh góc cạnh. Bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng đã có cái cặp góc ở đây là bằng 90 độ rồi. Như vậy mình chỉ cần cái tỷ lệ về cạnh bằng nhau nữa là xong. Có nghĩa là tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỷ lệ với hai cạnh của tam giác vuông kia. Hai cạnh góc vuông ấy của tam giác vuông kia thì chúng ta sẽ có là hai tam giác đó đồng dạng với nhau. Bởi vì là mình nhận cái góc vuông là cái góc xen giữa, vì vậy là mình cần tỷ lệ của hai cạnh góc vuông nhé. Chúng ta nhớ kỹ cho cô. Đây chính là áp dụng trong trường hợp cạnh góc cạnh này. Và từ cái phần này thì cô muốn chúng ta là áp dụng vào và làm cho cô cái ví dụ sau. Đó là chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA trong hình vẽ sau đây. Hình vẽ này thì cô có tam giác ABC vuông tại A. Đấy. Từ đây cô kẻ AH vuông góc với BC. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chứng minh được tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA? Đấy. Thì mình phải nhìn xem. À, đầu tiên chúng ta thấy rằng hai tam giác này là hai tam giác vuông, đúng không nào? Tam giác ABC thì vuông tại A, còn tam giác HBA thì vuông tại H. Bởi vì mình kẻ AH đúng ta mà. Đấy, vuông tại H đây. Như vậy mình chỉ cần có thêm một điều kiện nữa. Một là tam giác vuông này có góc nhọn này bằng góc nhọn của tam giác vuông kia, hoặc là chúng ta sẽ có tỷ lệ của hai cạnh góc vuông bằng nhau. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là mình không có độ dài của cạnh, như vậy mình chắc chắn là mình sẽ nghĩ việc là loại cái trường hợp thứ hai đi, đúng không nào? Mình sẽ áp dụng cái kiến thức ở trong trường hợp thứ nhất, đó là góc nhọn. Thì mình quan sát kỹ hơn chúng ta sẽ thấy rằng điều gì nhỉ? Tam giác ABC có cái góc B này, nó chung với góc B của tam giác HBA. Như vậy hai tam giác này của chúng ta đã có góc B là góc nhọn chung rồi. Như vậy là hai tam giác này sẽ phải đồng dạng với nhau. Và khi chúng ta trình bày ấy, thì chúng ta vẫn viết bình thường giống như cách chúng ta trình bày của trường hợp góc góc. Đó là xét tam giác. Đây, cô sẽ ghi sang bên này. Xét tam giác, mình phải đọc tương ứng ABC và đó. Cái góc tại A của tam giác ABC thì bằng góc tại H, như vậy sẽ là tam giác H. Góc B là góc chung rồi, như vậy là HBA, đúng không nào? Có điều đầu tiên ở đây chúng ta có, đó là góc BAC bằng với góc nào nhỉ? Bằng góc AHB và cùng bằng 90 độ, đúng không? Mình chỉ ra cái góc vuông trước, sau đó chúng ta sẽ lập luận là cái góc B bên trên này là góc chung, đúng không nào? Góc B, mình chỉ có một góc B thôi thì mình được quyền viết như thế này. Góc B là góc chung, hoặc là góc B chung cũng được, không có vấn đề gì hết. Cho nên từ cái điều này chúng ta sẽ suy ra được tam giác ABC của chúng ta sẽ phải đồng dạng với tam giác HBA. Và trường hợp này thì thực tế vẫn là cái trường hợp góc góc, vì vậy chúng ta vẫn giải thích là góc góc cho cô. Nhưng mà chúng ta đã rút ra một cái nhận xét trong ngày hôm nay để chúng ta có thể nhớ rằng là khi mình có tam giác vuông rồi thì chúng ta chỉ cần tìm ra thêm một góc bằng nhau nữa là đã được trường hợp đồng dạng của tam giác vuông rồi đấy. Đấy là những cái phần
lý thuyết mà chúng ta cần phải nhớ ở trong hai cái trường hợp này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sang áp dụng hai trường hợp này vào làm thêm một số ví dụ nữa. Ví dụ như bây giờ cô yêu cầu chúng ta là hãy nhìn vào hình vẽ sau và chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng ở trong đây. Ở đây cô có bốn hình là bốn tam giác vuông đúng không nào? Đây, có các ký hiệu vuông đây. Và ở đây chúng ta thấy là nó đã có độ dài các cạnh rồi. Như vậy là chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến các trường hợp đó là cạnh, góc, cạnh. Và ở đây thì mình chỉ cần chỉ ra tỷ lệ bằng nhau nữa là xong. Và tỷ lệ của chúng ta phải là tỷ lệ gì nhỉ? Tỷ lệ của hai cạnh góc vuông, đúng không nào? Bởi vì là góc vuông với lại cái góc xen giữa của nó thì khi đó mình mới áp dụng được là cạnh góc cạnh chứ, đúng không? Vậy thì ở đây mình hãy quan sát các hình vẽ này của chúng ta và nhận xét cho cô nào. Ở đây thì mình có thể thấy ngay rằng DE thì bằng một nửa D' E', đúng không nào? DF thì cũng bằng một nửa D' F'. Đấy, như vậy là chắc chắn chúng ta đã có hai tam giác này đồng dạng với nhau rồi. Và khi đó là chúng ta chỉ cần là trình bày thôi, đó là xong. Thì ở đây mình sẽ đi trình bày. Trước khi trình bày thì chúng ta phải có cái tỷ lệ bằng nhau đã, thì mình phải tính nó ra đã, đúng không nào? Đấy, thì mình sẽ phải tính nó ra, xem nó bằng cái gì. Thì ở đây mình sẽ xét cái DE trên D' F' với lại DF trên D' F' là được rồi. Đấy, như vậy là ta có DE trên D' E' sẽ bằng gì nhỉ? Bằng 2,5 phần 5. 2,5 phần 5 thì chính là 1 phần 2. Đấy, mình ôn tập lại cả cách mà chúng ta trình bày luôn. Sau đó là chúng ta tính đến DF trên D' F' thì sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng 5 phần 10. Như vậy sẽ bằng 1 phần 2. Cho nên từ đây chúng ta có thể suy ra được điều gì? Suy ra được DE trên D' E' sẽ bằng DF trên D' F'. Và khi đó chúng ta chỉ cần xét hai tam giác nữa là xong. Và đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ phải đọc tương ứng về định xét tam giác DEF và tam giác nào đây? À, tam giác DEF thì phải tương ứng là D phẩy, đúng không này? D phẩy này, sau đó đến E phẩy và F phẩy. Đây, mình có thể đọc như thế này: DEF, D phẩy, E phẩy, F phẩy. Có cái gì? Đầu tiên là mình phải nêu ra góc vuông, đúng không nào? Góc D bằng góc D phẩy và cùng bằng 90 độ. Điều thứ hai chúng ta có đó là tỷ lệ cạnh bằng nhau. DE trên D phẩy E phẩy bằng DF trên D phẩy E phẩy. Chứng minh trên. Ở đây thì bạn nào mà làm là DE trên DF với lại D phẩy E phẩy trên D phẩy F phẩy thì cũng như thế, không có vấn đề gì hết. Nó đúng mà. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được tam giác DEF sẽ đồng dạng với tam giác D'E'F'. Và trường hợp này chúng ta vẫn sẽ viết là trường hợp cạnh góc cạnh. Đấy. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ cần nhớ thêm cho cô một cái nhận xét, đó là nếu như mà hai tam giác vuông rồi thì chúng ta chỉ cần tỷ lệ của hai cạnh góc vuông của tam giác này bằng tỷ lệ hai cạnh góc vuông của tam giác kia là chúng ta sẽ có hai tam giác đó đồng dạng với nhau. Tiếp tục với hai hình vẽ này thì chúng ta quan sát là bây giờ chúng ta không còn là cạnh góc vuông nữa rồi. Chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có cạnh huyền. Các cạnh huyền thì mình có áp dụng được vào không? Rõ ràng là cạnh huyền thì lại chưa sát với cái trường hợp vừa rồi. Vậy thì mình sẽ phải làm thế nào? Chúng ta sẽ phải đi tính độ dài của A phẩy C phẩy và B C ra. Sau khi tính xong rồi chúng ta sẽ xem cái gì, cái tỷ lệ đấy nó có bằng nhau hay không, để từ đó chúng ta sẽ xem là hai tam giác có đồng dạng với nhau hay không, hay là hai cái tam giác trên dưới này có đồng dạng với nhau hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau xét tiếp. Đó, trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ tính độ dài của A phẩy C phẩy và AC ra, đúng không nào? Và chúng ta có nhớ là mình sẽ tính bằng cái gì không? Chắc chắn là tam giác vuông rồi, và bây giờ mình biết hai cạnh, muốn tính độ dài cạnh còn lại thì mình sẽ phải dùng định lý Pythagore, đúng không nào? Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đó, như vậy là chúng ta sẽ tính cái A phẩy C phẩy bằng cách nào đây? Cô sẽ nhát một chút lên trên này nhé. Đây mình nhát vào đây thôi.
không có cái gì cả. Thì mình sẽ có là bình phương cạnh huyền, tức là BC bình bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông A phẩy B phẩy cộng với A phẩy C phẩy bình. Như vậy ở đây mình muốn tính ra cái A phẩy C phẩy bình này. Để tính ra A phẩy C phẩy mà thì mình phải lấy là BC bình trừ đi A phẩy B phẩy bình. Tức là mình thay vào đây là 5 bình trừ 2 bình. Đúng không nào? 5 bình là 25 rồi. 25 mà trừ đi ở đây là 4. Như vậy là mình ra được 21. Có nghĩa là A phẩy C phẩy của chúng ta nó sẽ ra bằng căn bậc 2 của 21. Đấy, viết tạm lên đây đã. Lát để chúng ta trình bày thì mình trình bày sau. Ở đây, tam giác tiếp theo nó cho chúng ta BA rồi. BC đây bằng 10. Thì chúng ta có tính được cái AC này không? Cũng tương tự như vậy đúng không nào? AC bình nháp thôi thì đương nhiên là mình sẽ biết tắt. Sẽ bằng gì? 10 bình trừ đi 4 bình. Đúng không nào? Bình phương cạnh huyền trừ đi bình phương của cạnh góc vuông còn lại. Thì mình sẽ ra là 100 trừ đi 16 thì mình ra bằng 84. Và ở đây thì bạn nào mà tính tay thì đã ra được là căn bậc 2 của 84. Tuy nhiên thì chúng ta nên bấm máy tính ở chỗ này một chút để người ta đưa ra chúng ta cái kết quả nó đẹp hơn. Thì chúng ta sẽ bấm máy tính, mình sẽ ra được căn AC sẽ bằng 2 căn bậc 2 của 21. Đấy là khi chúng ta bấm máy tính nhé. Những cái máy tính đời từ 570 VN Plus trở lên thôi. Chứ đừng nên sử dụng những cái máy tính mà nó cũ hơn. Đời nó cũ hơn thì nó không tính được như thế này đâu. Nó hơi bị kém một chút. Đấy. Thì chúng ta nên tính ra cái kết quả này để làm gì? Để lát nữa chúng ta xét cái tỷ lệ cho nó dễ. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể thấy ngay là với cái tỷ lệ như thế này thì nó chẳng liên quan đến cặp tam giác AB cả, mà chỉ có là hai cái phần này thôi. Tại vì tự nhiên nó có một cái căn ra, đúng không nào? Ở đây là những cái số rất là đẹp thế này rồi, đương nhiên là xét tỷ lệ là sẽ không được. Mình chỉ có xét ở hai cái tam giác này thôi bởi vì nó cùng có căn. Mình xét thì may ra nó có thể là triệt tiêu đi được, đúng không nào? Và ở đây thì mình thấy rằng là lại xét theo tỷ lệ của hai cạnh góc vuông. Đây, A phẩy B phẩy. Bây giờ cô sẽ xét là A phẩy B phẩy trên A phẩy C phẩy nhé. Đấy, thì mình thấy là nó bằng gì nhỉ? Bằng 2 trên căn 21. Còn ở đây, tỷ lệ hai cạnh góc vuông tiếp theo AB trên AC thì mình sẽ ra được là 4 phần 2 căn 21. Mình rút gọn 4 cho 2 đi thì mình sẽ được là 2 phần căn 21. Như vậy mình lại có tỷ lệ bằng nhau. Như vậy mình sẽ trình bày. Đầu tiên là mình trình bày mình phải tính nó ra đã, chứ không thể nào mà một phát mà các bạn có căn 21 được. Đấy là về cái việc trình bày của mình. Mặc dù rõ ràng là mình tính đúng, nhưng mà không có các quyền là mình viết luôn vào đây. Mình phải trình bày nó ra, đúng không nào? Trình bày thế nào? Xét tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy làm sao nhỉ? Vuông tại đâu thì phải ghi rõ. Vuông tại A phẩy. Cái này là theo hình vẽ rồi, cho nên là không có gì để bàn cãi cả, không phải giải thích nữa. Bởi vì hình vẽ nó như thế mà. Đấy. Vuông tại A phẩy. Giả thiết có cái gì? Có định lý Pythagore đấy. Tức là B phẩy C phẩy mũ 2 sẽ bằng gì nhỉ? Bằng A phẩy B phẩy mũ 2 cộng A phẩy C phẩy mũ 2. Đây là định lý Pythagore. Được chưa? Sau đó là cái cách làm mà nó lớn hơn một chút so với lớp 6, lớp 7. Lớp 6, lớp 7 là mình thay số từ từ vào. Nhưng mà bây giờ từ lớp 8 bắt đầu mình sẽ làm quen với cái việc là chúng ta sẽ rút nó ra. Rút nó ra là như thế nào? Bây giờ muốn tính được A phẩy, C phẩy thì mình phải tính được A phẩy, C phẩy mũ 2 đúng không ạ? Tức là A phẩy, C phẩy mũ 2 sẽ bằng, mình coi như cái phần này mình biết, thì mình sẽ được là B phẩy, C phẩy mũ 2 trừ đi A phẩy, B phẩy mũ 2. Và khi đó chúng ta thay số sang hẳn bên cạnh luôn, không cần phải dâu ria làm gì quá nhiều. Bằng 5 bình phương trừ 2 bình phương và bằng 21. Như vậy mình sẽ tính được ra A phẩy C phẩy của chúng ta bằng căn bậc 2 của 21. Đấy. Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ trình bày, tự trình bày nhé. Và tính cho cô cái AC này ra được kết quả 2 căn 21 là chúng ta thành công trong cái bước đầu tiên. Tương tự, tự trình bày chứ không phải là ghi là tương tự vào bài của mình đâu nhá. Tự trình bày thì chúng ta sẽ có là AC bằng 2 căn 21. Không, lại bảo là ôi dồi ôi, cô dạy em là chứng minh tương tự thế mà đi thi cô không cho em viết. Không, tương tự nhưng mà tự trình bày.
trình bày vào. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ đi làm gì? Mình lại tiếp tục tính tính cái tỷ lệ, đúng không nào? Và ở đây là cô sẽ tính cái tỷ lệ theo cái cách viết. Đấy là xét tỷ lệ của hai cạnh góc vuông. Thì khi đó chúng ta sẽ có cái gì? A phẩy B phẩy trên cạnh góc vuông của cái tam giác thứ nhất A phẩy C phẩy sẽ bằng 2 phần căn 21, đúng không nào? Tỷ lệ tiếp theo đây là AB trên AC sẽ bằng gì? Bằng 4 trên 2 căn 21. Như vậy mình rút gọn, 4 rút gọn cho 2, như vậy mình được 2 trên căn 21. Như vậy từ đây chúng ta đã suy ra được hai tỷ lệ này bằng nhau. A phẩy B phẩy trên A phẩy C phẩy bằng AB trên AC, đúng không nào? Như vậy là mình đã chứng minh xong tỷ lệ rồi. Đến đây mình chỉ cần làm gì nữa? À, xét hai tam giác, đúng không nào? Có góc vuông đây và mình có hai cái tỷ lệ này bằng nhau. Như vậy là chúng ta suy ra được hai tam giác đồng dạng. Chúng ta có thể tự chứng minh giúp cô được không nhỉ? Cái cách trình bày của chúng ta rất giống phần trên này. Đấy, xét tam giác này. Xét tam giác này. Xét tam giác A, B, C. Và A phẩy, B phẩy, C phẩy trước đi. Và tam giác A, B, C có cái gì? Có góc A phẩy bằng góc A bằng 90 độ. Cái thứ hai là tỷ lệ này bằng nhau. Từ đó mình đã suy ra được hai tam giác này đồng dạng. Thì cái đó chúng ta tự trình bày tiếp vào cái phần dưới đây nhá. Đó, như vậy là từ đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng là mình thấy là đây, cái cạnh góc vuông này nó bằng một nửa cạnh góc vuông này, đúng không nào? Cạnh huyền này nó bằng một nửa cạnh huyền này. Như vậy chúng ta thấy rằng là tỷ lệ cạnh góc vuông trên cạnh góc vuông bằng cạnh huyền trên cạnh huyền, hoặc nói cách khác là tỷ lệ của cạnh góc vuông này trên cạnh huyền của tam giác này cũng sẽ bằng tỷ lệ của cạnh góc vuông này trên cạnh huyền của tam giác này. Thì chúng ta vẫn suy ra được hai tam giác này đồng dạng với nhau, đúng không nào? Và đây chính là nội dung của nhận xét của định lý tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần 2 nhỉ. Đó là dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng. Và đây là dấu hiệu thêm chúng ta có rút ra từ ví dụ này. Như vậy là từ ví dụ vừa rồi chúng ta sẽ rút ra được định lý sau đây. Nếu cạnh huyền và một cạnh của tam giác vuông này tỷ lệ với cạnh huyền và một cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó sẽ đồng dạng với nhau. Và chúng ta nhớ nhá. Như vậy từ cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có là các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Đầu tiên là mình sẽ dựa vào trường hợp góc góc này. Nếu như mà tam giác vuông này có góc nhọn của tam giác vuông này bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó sẽ đồng dạng với nhau. Trường hợp thứ hai đó là mình dựa vào trường hợp cạnh góc cạnh, đó là gì? Nếu như hai tam giác vuông mà có tỷ lệ của hai cạnh góc vuông bằng với tỷ lệ của hai cạnh góc vuông trong tam giác vuông kia thì hai tam giác đó sẽ đồng dạng với nhau. Và một cái định lý tiếp theo chúng ta được học đó là nếu như cạnh huyền và cạnh góc vuông mà tỷ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác kia thì chúng ta cũng sẽ có hai tam giác đó đồng dạng với nhau. Đấy. Và chúng ta còn một cái phần mà cũng tương đối quan trọng nữa, đó là tỷ số hai đường cao, tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng. Thì cái kiến thức này chúng ta sẽ vận dụng vào làm những cái bài tập mà nó hơi nâng cao hơn một chút, đòi hỏi là chúng ta cần phải nhớ kiến thức. Còn nếu như mà chúng ta không nhớ thì chắc chắn là sẽ không thể vận dụng được. Tuy nhiên thì những kiến thức này thì chúng ta cũng dựa trên những cái phần về tỷ số đồng dạng thôi, không có gì cả. Ở đây chúng ta sẽ có những định lý sau đây. Tỷ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng sẽ bằng tỷ số đồng dạng. Đây, ví dụ thì cô có tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy thì chúng ta sẽ có tỷ số đường cao tương ứng, tức là AH trên A phẩy H phẩy sẽ bằng tỷ số đồng dạng, tức là gì? Bằng AB trên A phẩy B phẩy, bằng AC trên A phẩy C phẩy và bằng BC trên B phẩy C phẩy. Đấy, đấy là tỷ số đồng dạng của tam giác ABC đấy ạ. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Thì từ cái định lý này chúng ta sẽ có đó là AH trên A phẩy, H phẩy sẽ bằng AB trên A phẩy, B phẩy bằng AC trên A phẩy, C phẩy và bằng BC trên B phẩy, C phẩy. Và cái phần này thì chính là
tỷ số đồng dạng của chúng ta đây. Thì chúng ta nhớ để chúng ta đôi khi mình áp dụng cái này vào để mình tính độ dài đường cao chẳng hạn. Đấy, thì mình còn biết cách để mình có thể tính được. Và từ định lý vừa rồi thì chúng ta có thể suy ra để định lý sau đây về tỷ số diện tích. Đó là tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng sẽ bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Có nghĩa là nếu như mà tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy thì chúng ta sẽ có tỷ số diện tích của tam giác ABC trên diện tích của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy sẽ bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Tỷ số đồng dạng mình ký hiệu là K, sẽ bằng K bình. Có nghĩa là bằng AB trên A phẩy, B phẩy, tất cả bình ấy. Hoặc là BC trên B phẩy, C phẩy bình phương. Hoặc là AC trên A phẩy, C phẩy bình phương. Cái phần này chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh dựa trên định lý vừa rồi chúng ta có. Đó là tỷ số đường cao của tam giác đồng dạng thì bằng tỷ số đồng dạng, đúng không nào? Bởi vì mình biết là mình có thể chứng minh một chút ra đây nhé. Diện tích của tam giác ABC thì sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao nhân với đáy, tức là 1/2 AH nhân BC, đúng không nào? Diện tích của A phẩy, B phẩy, C phẩy sẽ bằng 1/2 A phẩy, H phẩy nhân B phẩy, C phẩy. Mà như thế thì chúng ta sẽ suy ra được, mình sẽ chia nó đi, diện tích của ABC trên diện tích của A phẩy, B phẩy, C phẩy sẽ bằng gì? 1/2 là rút gọn ra 1/2 thì sẽ hết cái phần số này rồi. Như vậy chúng ta chỉ còn là AH nhân BC phần A phẩy, H phẩy nhân B phẩy, C phẩy thôi. Có nghĩa là bằng AH trên A phẩy, H phẩy, A phẩy, H phẩy nhân BC trên B phẩy, C phẩy. Mà rõ ràng từ định lý trước chúng ta sẽ có là tỷ số đường cao thì bằng tỷ số đồng dạng. Có nghĩa là cái phần này bằng K rồi này. BC nhân BC trên B phẩy, C phẩy cũng chính là K nữa. Như vậy đây chính là K mũ 2. Vậy chúng ta sẽ có là tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Thì ở đây chúng ta có thể vận dụng định lý này vào việc là chúng ta đi tính diện tích của một tam giác. Đấy, thì mình vận dụng vào, đôi khi là mình vận dụng vào mình làm nó sẽ dễ hơn, và mình giải quyết những cái bài toán nó khó ở trong phần bài hình của chúng ta. Sang phần bài tập củng cố, chúng ta đi áp dụng những kiến thức mà chúng ta đã học vào để làm cho câu bài tập 47 trong sách giáo khoa trang 84. Bài cho chúng ta như sau: tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3 cm, 4 cm, 5 cm. Tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng với tam giác ABC và có diện tích là 54 cm². Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta là tính độ dài các cạnh của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể làm được bài tập này? Thì ở đây mình cần phải đọc kỹ từng dữ kiện một để chúng ta phân tích dữ kiện đó. Ở đây dữ kiện đầu tiên chúng ta có tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3 cm, 4 cm, 5 cm. Mình sẽ đặt tên các cạnh cho nó luôn để lát nữa chúng ta trình bày cho nó cụ thể, nó rõ ràng. Thì ở đây có thể là mình sẽ gọi cái 3 cm là AB đi. AB bằng 3 cm, AC bằng 4 cm và BC sẽ bằng 5 cm. Thì ở đây mình phải nhìn nhận ra cái vấn đề. Đây là cô nháp nhá. Nháp đây. Đó là độ dài ba cạnh này chính là độ dài ba cạnh trong tam giác vuông. Và chúng ta sẽ chứng minh được tam giác này vuông bằng cách là sử dụng định lý Pythagore đảo. Thì bạn nào chưa nhớ thì có thể chú ý kỹ vào đây một chút, cô sẽ nhắc lại cho chúng ta. Định lý Pythagore đảo tức là nếu như chúng ta có bình phương của một cạnh này bằng tổng bình phương hai cạnh kia thì tam giác đó của chúng ta sẽ là tam giác vuông. Như vậy từ cái phần này chúng ta sẽ khai thác một cái vấn đề, đó là tam giác ABC của mình sẽ vuông. Đấy, sau khi có tam giác vuông rồi thì mình sẽ tính được diện tích của tam giác này. Bởi vì mình có là diện tích của tam giác vuông bằng 1/2 tích của hai cạnh góc vuông. Đó là kiến thức mà chúng ta được học trong chương số 2. Đấy, thì từ đây mình sẽ tính được diện tích của tam giác ABC nhá. Sau khi tính được diện tích tam giác ABC thì mình sẽ bắt đầu mình lại đọc tiếp cái dữ kiện tiếp theo của chúng ta. Đó là tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy thì đồng dạng với tam giác ABC và có diện tích là 54 cm².
Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể tính được diện tích của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy trên diện tích của tam giác ABC, tức là tỉ số về diện tích. Mình thay số vào thì mình sẽ tính được ra. Đấy. Và mình biết là trong bài ngày hôm nay chúng ta được học tỉ số diện tích bằng bình phương của tỉ số đồng dạng, tức là mình sẽ có nó bằng K bình. Và thông qua cái vấn đề này thì mình hoàn toàn tính được ra xem K nó bằng bao nhiêu. Để từ đó chúng ta áp dụng vào và chúng ta tính được độ dài các cạnh của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy bằng cách là mình có tỉ số đồng dạng rồi, mình có độ dài các cạnh của tam giác ABC rồi, thì chúng ta sẽ tính được độ dài các cạnh trong tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy thôi. Đấy, và khi đó thì chúng ta sẽ trình bày. Dài. Trước tiên là mình sẽ đặt tên cho các cạnh, độ dài các cạnh trong tam giác ABC để cho mình dễ trình bày. Thì ở đây mình sẽ giả sử tam giác ABC có AB bằng 3 cm, AC bằng 4 cm và BC bằng 5 cm. Đấy. Sau khi giả sử xong rồi thì chúng ta sẽ trình bày là ta có, đương nhiên là mình sẽ xét bình phương của cái cạnh lớn nhất này xem nó có bằng tổng bình phương của hai cạnh nhỏ hơn không. Chỉ có cái trường hợp đấy thì mình mới xét được thôi, đúng không nào? Ta có BC mũ 2 sẽ bằng 5 mũ 2. Bao giờ các bạn cũng xét như thế nhé, phải là bình phương của cạnh lớn nhất xem nó có bằng bình phương của tổng bình phương của hai cạnh còn lại hay không. Bằng 25. Đấy, tiếp tục AB bình cộng AC bình sẽ bằng 3 mũ 2 cộng 4 mũ 2. Và 3 mũ 2 là 9 này, 4 mũ 2 là 16. Như vậy 9 cộng 16 thì mình cũng ra bằng 25. Cho nên từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được BC bình của chúng ta sẽ bằng AB bình cộng AC bình. Và rõ ràng thì đây, bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại. Như vậy tam giác của chúng ta, tam giác ABC của chúng ta sẽ phải là tam giác vuông. Và AB và AC này sẽ chính là hai cạnh góc vuông của mình đấy. Vậy thì sẽ vuông tại đỉnh nào? Vuông tại đỉnh A, đúng không nào? Vuông tại A. Đây là theo định lý Pythagore đảo. Đó, được chưa? Sau khi chứng minh được tam giác này nó vuông tại A rồi thì mình sẽ tính được diện tích của tam giác vuông này. Suy ra diện tích của tam giác ABC sẽ bằng 1/2 độ dài của hai cạnh góc vuông là AB nhân AC. Và mình thay số vào thôi. AB là 3, AC là 4. Như vậy mình sẽ ra được bằng 6 cm vuông. Đấy. Khi đó là mình đã tính được diện tích của tam giác ABC rồi. Mà mình còn có diện tích của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Mà diện tích của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy thì bằng 54 cm vuông. Cho nên từ đây chúng ta sẽ tính được tỉ số diện tích của A phẩy, B phẩy, C phẩy trên diện tích ABC sẽ bằng 54/6 và bằng 9. Rõ ràng là chúng ta còn có, lại có tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy thì đồng dạng với tam giác ABC, đúng không nào? Giả thiết người ta bảo chúng ta thế. Như vậy là chúng ta sẽ có tỉ số diện tích A phẩy, B phẩy, C phẩy phần ABC sẽ bằng bình phương tỉ số đồng dạng. Đó là theo định lý mà ngày hôm nay chúng ta được học. Như vậy là từ đây chúng ta sẽ suy ra được K bình của chúng ta bằng 9. Và tỉ số đồng dạng thì không thể âm được, đúng không nào? Như vậy mình sẽ tính được K của chúng ta phải bằng 3. Nó không thể bằng âm 3 được, nó phải bằng 3 thôi. K bằng 3 mà chúng ta còn có hai tam giác này đồng dạng. Mà cho nên tỉ số đồng dạng của chúng ta K sẽ bằng A phẩy, B phẩy phần AB bằng A phẩy, C phẩy phần AC và bằng B phẩy, C phẩy phần BC. Đến đây thì chúng ta sẽ đi thay số vào. Thì mình sẽ có là A phẩy, B phẩy phần AB của chúng ta là 3, đúng không nào?
bằng A phẩy C phẩy phần 4 bằng B phẩy C phẩy phần 5 và sẽ bằng 3. Đến đây rồi thì mình dễ dàng tìm ra được 3 cạnh trong tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đấy. Bởi vì là A phẩy B phẩy phần 3 bằng 3 mà, cho nên mình sẽ tính được A phẩy B phẩy sẽ bằng 3 nhân 3, đúng không nào? 3 nhân 3 và sẽ bằng 9 cm. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ dễ dàng mình lập luận tiếp và tính tiếp cho cô được A phẩy C phẩy xem nó bằng bao nhiêu. Thì mình sẽ tính được nó bằng 3 nhân 4, đúng không nào? Bằng 3 nhân 4 và chúng ta sẽ ra được bằng 12 cm. Tiếp tục như thế với B phẩy C phẩy thì chúng ta cũng sẽ tính được, chúng ta phải lập luận ra nhé, là B phẩy C phẩy trên 5 bằng 3. Như vậy B phẩy C phẩy mình sẽ tính được nó bằng 15 cm. Đấy, như vậy là mình tính được độ dài của ba cạnh này rồi. Thì mình sẽ có thêm một câu kết luận cho cô. Vậy độ dài các cạnh của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy là 9 cm, 12 cm và 15 cm. Như vậy là chúng ta hoàn thiện cái bài tập này. Thì mình viết nốt vào cho cô nhé. Như vậy trong bài ngày hôm nay chúng ta được học các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. Ví dụ như hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy vuông tại A và tại A phẩy như thế này, thì chúng ta đã có những trường hợp đồng dạng nào. Trường hợp đầu tiên chúng ta sẽ dựa vào trường hợp cạnh góc cạnh, tức là chúng ta sẽ có A phẩy B phẩy, A phẩy B phẩy trên AB bằng A phẩy C phẩy trên AC, thì chúng ta sẽ có hai tam giác này đồng dạng với nhau. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta sẽ dựa vào trường hợp góc góc, tức là mình có thêm một góc nhọn bằng nhau nữa là được. Có nghĩa là mình chỉ cần chỉ ra góc B bằng góc B phẩy hoặc góc C bằng góc C phẩy thì hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Trường hợp thứ ba đó là về tỷ lệ, nếu như cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỷ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó sẽ đồng dạng với nhau. Nghĩa là chúng ta cần chỉ ra A phẩy B phẩy trên AB bằng B phẩy C phẩy trên BC thì chúng ta sẽ có hai tam giác vuông này đồng dạng. Ngoài ra thì chúng ta còn học về tỉ số đường cao và tỉ số diện tích, đúng không nào? Tỉ số đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng sẽ bằng với tỉ số đồng dạng. Còn tỉ số diện tích thì bằng bình phương của tỉ số đồng dạng. Chúng ta nhớ cho cô như vậy. Và cứ cái nào nhắc trước thì nó sẽ ở trên tử, cái nào nhắc sau thì nó sẽ ở dưới mẫu. Chúng ta cần phải nhớ như vậy. Về nhà, chúng ta sẽ làm thêm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa trang 84 và trang 85. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em buổi học sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.